một đội ngũ rất là hùng hậu. Và trong quá trình chữa bệnh, xin các bạn giới trẻ xem từ trên các giới bàn có các tấm biển đó và hướng dẫn cho bà con đến nơi các bà con cần khám bệnh. Hiện diện với chúng ta cũng có ông chủ tịch hiện diện với chúng ta. Chúng ta cũng xin mời ông có đôi lời phát biểu. Xin mời ông. Kính thưa đoàn y bác sĩ công tác vị trong đoàn y bác sĩ về thăm khám cho bệnh nhân nghèo ở xã Lộc Tiến hôm nay. Chúng tôi thay mặt cho lần Hi Father Frank. Dan, parlez-vous français? Un peu. Sister Fung? Oui. Parle français très bien. Parle vietnamien bien aussi. Parle vietnamien bien aussi. Ça c'est ma mère, mon père. Ah oui. Ma mère. Con trai hả? Con trai. Con trai biển nơi lớn hơn tôi rồi. Ma soeur est une professeure de français en Canada. Oh, you know. No. Bởi vì con ở bên kia 13 năm, con là dirt in the skin. You know Teresa, right? Teresa Cole? Oh yeah. She said hi to your family. She's in Vancouver. She just asked if I want to go for lunch. I said no, I'm in.